đang một lô loa karaoke giá có cho ngày mùng 1, các bác ấy gọi nhiều quá, các bác thông cảm. Em đang nốt một số clip này cho các bác vào mùng 1 luôn cho nó thoải mái này. Tiếp tục này, cho giá ngày mùng 1. À, chiếc đồng hồ Đức em vừa giới thiệu cho bác là trong cái câu clip đồng hồ giá của ngày mùng 1. Cái đồng hồ Đức này là mức giá 12 triệu, đúng không? Em đã giảm cho bác còn 8 triệu 9 cho giá của ngày mùng 1. Đây em nhấc cả chuông xuống đây cho bác này. Made in Germany này. Nhé, đồng hồ Đức luôn. Đồng hồ Đức, đấy. Con này cao gần 80 cm, cao gần 80, nhấc cả máy với cả có lắc đây cho các bác. Con này giá ở trên giá cũ của nó đây, giá cũ của nó là 12 triệu này, còn giá mới cho ngày mùng 1 là 8 triệu 9 này. Đây luôn, để đây luôn cho các bác nào này, bác nhìn này, ok chưa? Đấy mùng 1 đấy bác nhé, thật ra là mùng 1 là không có làm, nó không có ăn đâu, nhưng em mở thế cho các bác cùng nhau, em ra lộc cho các bác cùng hoan hỉ nhá. Còn sau đây tiếp tục giá của mình mùng 1 cho các bác luôn. À, chỉ có ngày mùng 1 thôi bác nhé. À, ngày này thì em sẽ giảm, em mừng cho các bác. Thật ra các bác đón những sản phẩm này về bác cũng cảm thấy nó phấn khởi. À, một ngày đầu tháng mọi điều suôn sẻ và đón được những cái sản phẩm mình ưng ý là trong thoải mái nhé. Đây. Nào thì mùng 1 này. À, đôi những cái mặt hàng này thì em cũng đã tặng cho bác, đã giảm giá cho bác, đã nói báo trên kênh rồi đúng không ạ? À, đô la này trên kênh có mức giá 6 triệu 9. 6 triệu 9 được chưa? Trên kênh đã có bài giới thiệu rồi ạ, 6 triệu 9. Đây này, đô la này là đô la Opus 90 này. Opus 90 bác nào mà đã hỏi em quên thì bác gợi ý lại. Trên kênh là 6 triệu 9, con này 175W một loa này. Vậy là cả đôi loa là hơn 300W. Trở kháng 8 ohm, hàng Anh Quốc. Trên kênh giá 6 triệu 9. Để cho các bác mức giá 5 triệu 3 nha. 5 triệu 3. Ok chưa? 6 triệu 9 để cho bác 5 triệu 3 ở trên kênh giá 6 triệu 9 để cho bác mức giá 5 triệu 3 Godfather nhé, Godfather 5 triệu 3 nhé. Sang tiếp đôi loa kép, con này rất hay, con này quá nổi tiếng rồi, con kép loa đến từ Anh Quốc nhé. Con này được thiết kế với lại 3 loa mặt trước, 3 loa ở đây là một con loa bổ dục 25 nhé. Đây là con trung và bên trong giữa là con đồng trục, tép lồng đồng trục này. Đấy. Con này model của nó là kép Q65. Kép Q65.2 có một công suất là 175W, hàng đến từ Anh Quốc. Anh Quốc này. Dập hết nhé. Dập chữ nổi hết. Kép audio chữ nổi hết. Đấy, màu vàng. Con này chiều ngang nó 25 23 25. Chiều sâu nó hơi trên 30 cái căng. Con này trên kênh có mức giá là 9 triệu 900 nghìn. Trên kênh đã có bản giới thiệu nhé. Vẫn còn trên đấy, em không xóa. Có mức giá 9 triệu 900 nghìn. 9 triệu 9. Để cho các bác mức giá 8 triệu 3 Thôi để 8 triệu 3 đi. Tài 83 là tài nhé. 8 triệu 3 83 nhé. Đây. 9 trên kênh là 9 triệu 9 thôi nhé. Nó phải quay chiều này. Giá em đang đứng mặt trước loa đây mà. Mặt trước loa là đây để em viết mặt trước này. Là trên kênh là 9 triệu 9. Ok chưa? Em nên viết ngược cho bác để cho bác mức giá 8 triệu 3. Ui 7 triệu 9 đi cho nó thần tài đi. Gạch 7, 9 cho nó thần tài. Sướng chưa? Cơ hội các bác đấy. 7, 9 thần tài. Tiếp tục sang đến đây nữa. Đó là đôi loa Ditton 15XR. Đôi loa Ditton 15XR này nhé. Đôi này trên kênh có mức giá là 10 triệu 800. Có cái đen năm ngoái, năm kia là 11-12 triệu cơ. 10 triệu 800. Đôi Ditton đây, con này đẹp như mới luôn, xuất sắc luôn. Đôi này là loa đến từ Anh Quốc, đẹp như mới nhé. Đẹp xuất sắc cho bác luôn. Đây, bác nhìn này, Ditton 15XR. Được chưa? Đôi này mà nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình thì chấm hết. Này. Ditton 15XR 8 ohm. Made in England, Anh Quốc. Tất cả hết nhé. Con này seri chìm luôn. Đấy, con này kích thước ngang nó tầm 25. Sâu nó tầm khoảng độ cái căng nó tầm 23, cao 1 2. Cao tầm gần 60. Con này cao tầm gần mét.
Trên kênh là có mức giá là 10 triệu 8. Để cho bác mức giá 9 triệu 8 đi. Mà 8 triệu 9 đi. Phát tài đi. Nha. 98 đi. 98. Ôi 89 đi. Gạch cái đi. Gạch 98. 8 triệu 9 này. 10 triệu 8 nha. 10 triệu 8 còn 8 triệu 9. Phát tài. Cho nó sướng. Cho các bác phát tài phát lộc đi. Tài lộc đầy nhà đi. Em toàn chọn chữ tài mới lộc. Phát cho các bác thích. Được chưa? Lộc về nhà cho nó sướng. Sang đến đây nữa. Đây là đôi loa phải nói luôn là phải nói là nó xếp với dòng quý hiếm. Quý hiếm là gì? Đôi này là đôi loa 715LE. Đôi này là đôi này phải gọi là đôi loa Focus hay Focal ấy, Focus của Pháp. Đôi này Pháp, đây là một trong những dòng loa cực kỳ hiếm. À, đôi loa này thì ngày trước cách đây khoảng đầu năm hoặc giữa năm hoặc năm ngoái, những đôi loa như thế này, model 715 này toàn 18 đến hai mấy triệu. Báo cáo bác ạ, 18 đến hai mấy triệu. Trên kênh của em Tuấn đã giới thiệu đôi này là 15 triệu 900. Trên kênh, những cái clip đấy em không không xóa nhưng còn nguyên nhé. 15 triệu 900. Hôm nay để cho các bác mức giá xem nào. 14 thì số 4 xấu. 13, 13, 9, 13, 9 vẫn hơi cao. Giảm cho sướng tí nữa. Nhất mãi phát đi. 12 triệu 8 đi. Nhất mãi phát. Này. Hay 13 triệu 9 nhé. Nhất tài phát nhé. 139 nhé. Thôi 12 8 đi. Nhất mãi tải được phát đi. Nhé. Ủa thì gạch gạch 129 cho 12 12 8 nhé. Giá 15 triệu 9 thì vẫn còn cũ rồi. 15 triệu 9 thì số vẫn đây rồi. Em viết to quá. Để cho 12 triệu 8 nhé. Đô la Focus đến từ nước Pháp này. Đô la này thì chấm hết rồi. Không nói gì nữa. Focus này, model này 715LE. 715LE nhé. Focus đây. Made in France này. Pháp. Ok chưa? Giá của ngày mùng 1 đấy, cho mùng 1 luôn. Tiếp một đôi nữa để em xuống dưới bếp nha, em bật điện lên nhé. Đây, tiếp một đôi nữa. Đôi này thì cũng có bản giới thiệu ở trên kênh cho bác rồi. Đôi này em để dưới này đây. Ủa, quá đấy. Các bạn giới thiệu cho bác. Ôi chà chà. Để nó xem nào. Giá để đâu đi. Tôi tóm lại là đã có bản giới thiệu ở trên kênh rồi. Đấy nhá. Đối Godfather. Godfather 9.5 trở kháng 6 ohm, công suất 150W. Con này nhá, màng carbon. Màng carbon. Bát súp chung tép đom lỗ thông hơi to vật vã đấy. Bớt cho các bác đôi này, em không biết là giá trên kênh có nghĩa là các cháu nó lột rồi rồi, nhưng bớt cho các bác đôi này mãi nhất lộc đi xem nào. Rồi trên kênh giá bao nhiêu thì em chưa biết, em chỉ biết bác bớt cho bác là giá nhất là số 1 rồi, lộc của số 6 nhé, nhất lộc nhé, cho đầu tháng có lộc, bớt cho 1 triệu 6, bớt 1,6 triệu, có nghĩa là nó 10 triệu thì trừ đi 1 triệu 6, hoặc là nó 5 triệu trừ đi 1 triệu 6, ok chưa, thế cho nó sướng, bởi vì em không nhớ giá. Sang nốt đôi Sony đi, đôi Sony này hôm trước có bác nào hỏi đấy. Trên kênh là giá 2 triệu 9 này, 2 triệu 9, 2 triệu 9. Để cho các bác xem nào. 2 triệu 9. Để cho bác mức giá 2 triệu 2 đi. 2 triệu 2 mãi mãi nhá. 29 còn 22 mãi mãi. Đôi loa Sony nhá. Đây, đôi loa Sony đây. Đôi loa Sony, một bát một tép kèn 2 triệu 2. Ui giời, bảo là gì? 1 triệu 9 đi nhá. 1,9 1 triệu 9 nhá. 1 triệu 9 nhất tài. Bỏ 2 triệu 2 đi bác nhá. 1 triệu 9 đô la Sony này. Cho nó sướng. 1,9. Ok chưa? Rồi, chào các bác. Tiếp tục ngày mai.